Ngay khi nhận được thông tin về bão Krosa, ông Lê Văn Hội ở xã Phú Thái, huyện Phú Vang cùng với các ngư dân trên con tàu TTH-93766TS đã nhanh chóng trở về và neo đậu vào khu tránh trú bão an toàn. Dù tâm bão số 12 không đổ bộ, nhưng các ngư dân vẫn hết sức lo lắng, vì trước đó họ đã chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 10 và số 11. Trên là khi mà hắn bị hở dưới cái thôi là cái sóng lon vô, là các tàu đấy là neo đầu, là đưa nâng lên nâng xuống va chạm nhiều. Không chỉ lo lắng về ảnh hưởng của bão gió, tàu thuyền ra vào khu vực Âu Thuyền Phú Hải cũng hết sức khó khăn khi luồng lạch bị bồi lắng. Chân kè chắn sóng bảo vệ cho toàn bộ âu thuyền cũng trở nên tan hoang trước sức mạnh của thiên tai. Sau cơn bão số 10 và số 11, thì âu thuyền xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị hư hỏng một cách nghiêm trọng. Những cột sóng mạnh đã đánh vào đây khiến cho những cái phía kè bên dưới đã bị hư hỏng, dẫn đến những con tàu neo đậu ở phía bên trong âu thuyền đã bị hư hỏng khi mà bị va đập vào nhau nhiều hơn. Và người dân nơi đây hết sức lo lắng khi cơn bão số 12 chuẩn bị vào bờ. Tính đến chiều ngày hôm nay, những chiếc tàu cuối cùng của Thừa Thiên Huế đã vào đến đất liền. Bão Krosa đến trong khi hậu quả của các cơn bão số 10 và số 11 chưa khắc phục xong. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng triển khai ngay các phương án giúp dân chẳng chống nhà cửa, nhất là các địa phương bị sạt lở ven biển. Lực lượng tăng cường xuống các địa bàn sung yếu như mà xóm gần của xã Dương, thị xã Hương Trà, thôn Hải Tiến của thị trấn Thiên An, thôn Hòa Duân của xã Bù Thuận, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ra soát lại những hồ mà cần di dời để có kế hoạch tổ chức di dời. Còn tại trung tâm thành phố Huế, trước nỗi lo đổ cây xanh gây nguy hiểm đến người dân khi tham gia giao thông như hai cơn bão vừa qua, trung tâm công viên cây xanh Huế đã huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng cưa tỉa cành, thu nhỏ tán, hạ thấp độ cao hàng trăm cây xanh. Chia thành 4 khu vực với 4 xe cầu, vùng Bắc và bờ Nam đều có 2 cầu hoạt động liên tục đột trên địa bàn các phường liên quan. Để chủ động ứng phó với bão số 12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch sơ tán người dân ở các khu vực thấp trũng, vùng ven đầm phá và tiến hành kiểm tra các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn để xử lý kịp thời các tình huống xấu. Khẩn cấp là bà già và trẻ em đi khi 10 giờ.